Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 11 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý sau. Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các đơn vị nhà thầu đang tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục tại dự án đường cao tốc nối Hạ Long - Hải Phòng đến đường tỉnh 338. Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng. Trong bối cảnh bị thu hẹp dần diện tích sản xuất do quá trình đô thị hóa, làng nghề bánh đa truyền thống ở Hải Phòng đã chủ động hiện đại hóa sản xuất, mang lại hiệu quả tích cực. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi các vướng mắc khó khăn liên quan đến nguồn đất đắp cơ bản được tháo gỡ tại dự án đường nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến đường tỉnh 338, các đơn vị nhà thầu đang tranh thủ điều kiện thời tiết, bổ sung nhân lực, thiết bị, tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục. Tại gói thầu nút giao Hạ Long Xanh đã hoàn thành được trên 80% khối lượng công việc. Trong đó, hạng mục cầu vượt cao tốc đã hoàn thành thảm nhựa mặt đường. Đối với các tuyến nhánh nút giao, nhà thầu đang tập trung thi công đất K98, lớp cấp phối đá dăm và thảm nhựa mặt đường. Hiện tại công trường triển khai tất cả 5 mũi thi công và thi công xuyên suốt trong vòng 3 ca trên một ngày. Tháng 10 là thời tiết thuận lợi, thì nhà thầu đẩy nhanh công tác triển khai nền móng đường và chuẩn bị cho công tác thảm bê tông nhựa hơn 13.000 tấn thảm. Đối với gói thầu đường dài hơn 4 km nối từ nút giao Hạ Long Xanh đến khu công nghiệp Sông Khoai, đã triển khai đắp nền đường được hơn 2,8 km, đoạn hơn 1,2 km mới được bàn giao mặt bằng, hiện đã hoàn thành bóc thực bì, đắp đường công vụ. Hiện tại thì mỏ đất chới đã được vận chuyển một ngày đạt khối lượng khoảng 1.500 m3 trên một ngày. Nhà thầu sẽ tiến hành bổ sung thêm xe vận chuyển để tiếp tục tăng cao cái khối lượng vận chuyển trên ngày lên 3.000 khối trên ngày đáp ứng theo tiến độ của dự án. Nỗ lực phấn đấu hoàn thành trong năm 2023 đối với phần nền đường. Dự án đường nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với đường tỉnh 338 giai đoạn 1 sẽ góp phần từng bước hoàn thiện kết nối hạ tầng khu kinh tế ven biển Quảng Yên, thúc đẩy thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn, trong đó trực tiếp là khu công nghiệp Sông Khoai. 9 tháng năm 2023, thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI tại Hải Phòng đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 140% so với cùng kỳ năm 2022, tiếp tục giữ vị trí top đầu cả nước về thu hút FDI. Thời gian tới, Hải Phòng tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, chủ động tiếp xúc bám sát các tập đoàn hàng đầu thế giới trong các ngành, lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên. Cùng với đó, Hải Phòng sẽ có cơ chế riêng trong xúc tiến các dự án công nghệ hiện đại, có cam kết chuyển giao công nghệ, tác động lan tỏa tới các ngành, lĩnh vực, mở rộng thị trường, phát triển chuỗi cung ứng, phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, qua đó đạt được hiệu quả rõ rệt về bình ổn thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng. Trong 9 tháng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị đã tăng cường sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, qua đó phát hiện xử lý trên 1.000 vụ gian lận thương mại, xử phạt truy thu thuế trên 4 tỷ đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu là khai sai về tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số hàng hóa, nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Xây dựng những kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn để mà đấu tranh cũng như cái việc là kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với cái hàng hóa hoạt động xuất nhập khẩu, thì theo đó là cũng trong quá trình thực hiện thì cũng phát hiện được rất là nhiều vụ việc. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm đến nay, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả không có diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, từ quý 3, hoạt động buôn lậu có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là buôn lậu gia cầm và gian lận thương mại. Lực lượng chức năng đã chủ động phối hợp, chia sẻ thông tin, tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát, chốt chặn các vị trí trọng yếu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả,
đảm bảo kiểm soát địa bàn. Thì đội quản lý trường số 6 đã cử các cái tổ của công tác nắm tình hình địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng như hải quan, biên phòng và công an và chính quyền địa phương chủ động là phối hợp trong công tác nắm tình hình địa bàn và tham gia kiểm tra, kiểm soát nắm tình hình địa bàn với các lực lượng chức năng. Qua đó thì là xây dựng những cái phương án kiểm tra bắt giữ đạt hiệu quả cao. Trong 9 tháng, toàn tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, xử lý vi phạm trên 4.670 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Xử phạt vi phạm hành chính trên 4.100 vụ, tăng gần 33%. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 51 tỷ đồng, tăng hơn 8%. Đã khởi tố gần 340 vụ với gần 500 đối tượng. Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn nên chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo 39 tỉnh nắm chắc cái tình hình và ban hành các văn bản chỉ đạo, thậm chí là thành lập các cái đoàn kiểm tra để kiểm tra các cái điểm nóng nó diễn biến phức tạp về gia cầm cũng như là cái gian lận thương mại cũng như cái buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Đối với lực lượng quản lý thị trường thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường nắm chắc cái tình hình địa bàn, tăng cường phối hợp với lực lượng công an cũng như là biên phòng rồi hải quan kiểm soát chặt chẽ các cái đường mòn lối mở cũng như là trên cái tuyến quốc lộ để đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại. Trong những tháng cuối năm, các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp, nhận diện và chỉ rõ những vấn đề nổi cộm về đối tượng tuyến, địa bàn, lĩnh vực và mặt hàng trọng điểm, cũng như các phương thức thủ đoạn, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, để kịp thời xây dựng kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn, không để hình thành các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm trên địa bàn. Làng nghề bánh đa truyền thống Dư Hàng Kênh ở quận Lê Chân, Hải Phòng trung bình mỗi ngày cung cấp khoảng 4 tấn sản phẩm bánh đa truyền thống ra thị trường. Trong bối cảnh bị thu hẹp dần diện tích sản xuất do quá trình đô thị hóa, một số hộ làm nghề ở đây đã chủ động hiện đại hóa sản xuất, mang lại hiệu quả tích cực. Những công đoạn sản xuất thủ công trước kia đã được thay thế bằng máy móc thiết bị hiện đại, rút ngắn thời gian trong tất cả các công đoạn sản xuất và nâng cao sản lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường. Tất cả công đoạn trước đây làm với sản phẩm bánh từ khi lúc ngâm gạo mà cho đến lúc ra sản phẩm bánh là phải mất từ 15 cho đến 18 tiếng đồng hồ mới sản phẩm. Còn bây giờ chúng tôi chỉ khoảng 4 tiếng đồng hồ đã ra sản phẩm. Sản phẩm chúng tôi là đưa ra thị trường nó là thứ nhất, nó tươi hơn, nó nhanh hơn, không phải sấy bằng điện mà hệ thống bóng hồng ngoại, nó là bóng liogen đấy, thì là nó tạo ra cái sản phẩm là chống vi khuẩn. Thứ hai nữa là sau khi bánh sấy ra phát là chúng tôi cho ủ sấy lạnh ngay, bảo quản cái bánh nó sẽ tốt hơn. Đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại đã giúp cho các hộ làm nghề nâng cao năng suất, chất lượng, giảm sự phụ thuộc vào nhân công và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thị trường tiêu thụ cũng rộng mở hơn đối với sản phẩm bánh đa của Hải Phòng. Trước đây tôi làm thủ công thì cái thị trường tôi cũng còn rất nhỏ lẻ. Sau khi tôi đưa hệ thống máy móc vào rồi thì sản phẩm của tôi đã được đẩy ra một số thị trường ngoài tỉnh như là các thành phố như là Hà Nội, Quảng Ninh hay một số tỉnh khác. Hiện làng nghề có hai hộ đầu tư máy móc vào sản xuất, vừa tráng bánh vừa hong khô trong một dây chuyền. Đồng thời làng nghề cũng đã có sản phẩm được chứng nhận OCOP. Của chúng tôi đã có hai cái hộ sản xuất kinh doanh đã theo dây chuyền là máy móc sản xuất và rất là vệ sinh an toàn thực phẩm và đã được cái sản phẩm chứng nhận là OCOP. Chúng tôi cũng vận động những hộ kinh doanh còn lại có những cái điều kiện sản xuất theo hai gia đình mà đã được đạt cái tiêu chuẩn OCOP và nâng cao năng suất chất lượng. Và đồng thời là sẽ làm tạo được cái thu nhập nâng cao cho kinh tế phát triển của địa phương, phường Dương Kênh. Chỉ số ít hộ có tiềm lực kinh tế đầu tư hệ thống khép kín, nhưng lại đang là nguồn cung chủ yếu cho thị trường. Đây cũng là hướng phát triển được xác định của các hộ để gìn giữ và phát triển làng nghề bánh đa truyền thống của địa phương trong điều kiện đô thị hóa hiện nay. Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh Quảng Ninh gieo cấy hơn 22.420 hectare và đến thời điểm này đã có trà lúa sớm cho thu hoạch. Còn lại trên 22.000 hecta lúa mùa chung, mùa muộn đang ở giai đoạn chắc xanh, chín và đồng già, chỗ bông. Đây là giai đoạn cây lúa mẫn cảm với sâu bệnh, nhất là hiện nay các đối tượng sâu đục thân hai chấm, dày và đạo ôn gây hại trên diện tích rộng, ảnh hưởng đến năng suất vụ mùa nếu không được phòng trừ kịp thời. Thời điểm này, lúa mùa toàn tỉnh đã ở giai đoạn chỗ có khoảng 15.000 hecta.
và khoảng hơn 7.000 hecta lúa đang ở giai đoạn đồng già chỗ bông. Qua kiểm tra đồng ruộng, dày lứa 7 đang gây hại với mật độ phổ biến từ 100 đến 200 con trên mét vuông. Cục bộ có nơi lên đến 3.000 con trên mét vuông. Dày lứa 8 tiếp tục nở gây hại trên các trà lúa mùa trong tháng 10. Do các lứa dày gối nhau nên mật độ dày trên đồng ruộng sẽ gia tăng phổ biến từ 300 đến 400 con trên mét vuông. Vì vậy, với diện tích nhiễm bệnh, nhất là ở trà lúa đang ở giai đoạn chỗ ngậm sữa, đỏ đuôi, rất dễ xảy ra hiện tượng cháy dày, làm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng. Nếp cái hoa vàng bây giờ đương chuẩn bị thấp thoa rỗ, hiện nay sâu mật độ là dày rất nhiều, nên bà con phải chú ý đến sâu để phun, để gặp thời vụ cho nó năng suất. Ngoài đối tượng dày xuất hiện, thì hiện nay bệnh sâu đục thân 2 chấm và đạo ôn cổ bông cũng đang gây hại. Trong khi đó, dự báo từ nay đến cuối tháng 10 là thời gian cuối vụ, trà lúa mùa muộn dự kiến chỗ xong trước ngày 15 tháng 10, trà lúa mùa trung giai đoạn chắc xanh đến thu hoạch. Đây là thời kỳ cây lúa mẫn cảm với các đối tượng sinh vật hại, đặc biệt là sâu đục thân 2 chấm và bệnh đạo ôn cổ bông. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân cũng như cơ quan chuyên môn địa phương cần theo dõi sát đồng ruộng để có biện pháp hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời. Cấy có mấy sào thôi nhưng mà cũng có một cái diện tích đấy là làm sao nó cứ vàng lá mà nó lùn xuống. Thế còn những cái lượng nó lép khác đấy thì là diện tích khác đấy thì tôi cũng có thâu được thân nhưng mà tôi cũng phun. Phun thì bây giờ nó cũng kiểu là không vấn đề gì cả. Đối với các trà lúa mà chỗ vào trung tuần tháng 10 này thì đề nghị cái bà con nông dân ấy thì tập trung phun vào giữa tháng 10. Đấy, tầm từ 15 đến 20 tháng 10 hoặc là đối với những cái trà lúa mà mẫn cảm với các đối tượng dịch hại như tôi lôi trên thì đề nghị bà con là phun trước cái thời gian chỗ thấp thò chỗ khoảng độ 5 ngày và sau chỗ khoảng độ 5 ngày để bảo vệ tốt nhất cái kết quả sản xuất của mình. Hơn nữa thì cũng chú trọng cái việc mà chăm sóc để đảm bảo cái tỷ lệ hạt chắc và cũng là cái nâng cao cái khả năng chống chịu sâu bệnh. Vụ mùa năm nay do hiện tượng thời tiết nắng nóng diễn biến phức tạp, về đêm và sáng có sương nên tình hình sâu bệnh ở giai đoạn cuối vụ cũng không theo quy luật hàng năm. Do đó khi phòng trừ, nông dân trong tỉnh cần pha thuốc bảo vệ thực vật đúng nồng độ, liều lượng và sử dụng thuốc tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, đảm bảo phun trừ sâu bệnh gây hại hiệu quả, an toàn. Năm học 2023-2024 là năm thứ tư triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc triển khai chương trình giúp giáo viên tích cực hơn trong đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, tạo chuyển biến tương đối rõ nét về chất lượng giáo dục. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn trong thực hiện chương trình cần được tháo gỡ. Giờ học lịch sử địa lý của lớp 4E, trường tiểu học Minh Hà, thành phố Hạ Long. Sau phần khởi động đầy hào hứng, cả lớp học bài mới, dân cư, hoạt động sản xuất về một số nét văn hóa ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thay vì trực tiếp giới thiệu đặc điểm vùng đất con người nơi đây, giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát video clip để tự khám phá những kiến thức cơ bản của bài học. Lớp gần 40 học sinh, tất cả đều hào hứng, chủ động tham gia học tập. Chúng em cảm thấy các giờ học trên lớp rất vui bởi vì chúng em được tìm hiểu bài thông qua cách xem video và chơi trò chơi và cách cô dạy rất thu hút khiến chúng em hiểu bài hơn. Trong các giờ học để khuyến khích các con thì tôi đã xây dựng cái điểm thưởng. Tôi sử dụng cái phần mềm là dạy học là Classroom. Thì mỗi một bạn, ví dụ hôm nay các con tích cực, hăng hái phát biểu xây dựng bài thì các con được cộng 5 điểm, 10 điểm, đấy là cái hình thức. Hay là các cuối buổi học tôi sử dụng cái hình thức là check-in cảm xúc để các con ghi dấu lại cái phần ngày hôm nay con cảm thấy như thế nào ở trong cái buổi học ngày hôm nay. Thì tôi thấy là khi mà học sinh lớp tôi được thực hiện những hình thức đấy, các con đều thích thú. Qua 4 năm triển khai, khắc phục khó khăn, việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại Quảng Ninh bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Với yêu cầu trao quyền tự chủ để giáo viên phát huy tính sáng tạo, các thầy cô đã tích cực đổi mới phương pháp, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học, đáp ứng mục tiêu của chương trình mới. Nhà trường cũng đã rất quan tâm đến cái bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên và đại đa số cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường và đặc biệt là giáo viên đều là các thầy cô giáo trẻ. Thế nên là rất là có cái năng lượng cũng như là nhiệt huyết và đặc biệt là rất là nhiệt tình cũng như là ham học hỏi để mà thực hiện được cái chương trình này. Thế và các thầy cô giáo cũng đã nâng cao cái tinh thần tự học, tự bồi dưỡng. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tham gia rất tích cực và có hiệu quả các cái lớp tập huấn về chương trình giáo dục phổ thông 2018.
của sở cũng như là của phòng và đặc biệt là cũng của nhà trường cũng đã tập huấn cho các thầy cô giáo để các thầy cô giáo nâng cao cái nghiệp vụ của mình. Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp tiểu học đã dần đi vào ổn định. Tuy nhiên, đối với cấp trung học cơ sở vẫn gặp nhiều khó khăn khi dạy môn tích hợp, nhất là môn khoa học tự nhiên. Trong bối cảnh toàn tỉnh vẫn thiếu giáo viên và đa số giáo viên hiện có chỉ được đào tạo đơn môn, dẫn đến việc không thể dạy thật sâu, thật kỹ những phần môn khác. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối lớp 6, 7, 8 thì là có cái mô hai môn liên môn, đó là môn khoa học tự nhiên và môn lịch sử địa lý. Thì riêng đối với hai môn này thì hiện tại nhà trường không có giáo viên chuyên. Chính vì vậy mà phân công giáo viên đơn, cái việc mà xét thời khóa biểu cũng như là phân công chuyên môn thì rất là khó khăn, vất vả cho các thầy cô. Và thứ hai là cái kiểm tra đánh giá thì riêng với lại cái ra đề thì các thầy cô phải chia nhỏ tỷ lệ. Và thứ hai là kiểm tra đánh giá đơn sau đó với lại tổng hợp chung được. Bên cạnh đó, việc trang cấp thiết bị dạy học tại các nhà trường cũng chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu máy tính học tập cho học sinh. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành, quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy và học, kiên định triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách tốt nhất, góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong tình hình mới. Chữ H là thuộc địa của Hà Lan, sẽ đọc to rõ ràng nội dung này cho. Phần cuối chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Số liệu từ Tổng cục Thống kê, 9 tháng năm 2023, số lượt vận chuyển hành khách bằng các phương thức vận chuyển đều tăng mạnh. Trong đó, vận chuyển hành khách bằng đường biển đạt 9,2 triệu lượt vận chuyển, tăng 42,8% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, trong tổng số 8,9 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, có 64.000 lượt khách đến bằng phương tiện đường biển, gấp 129,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến hết tháng 7 năm 2023, lượng tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 6,3 triệu tỷ đồng, mức cao nhất từ trước tới nay. Như vậy, so với cuối năm 2022, tiền gửi của dân cư đã tăng gần 524.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 8,9%. Trong khi đó, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế chỉ đạt 5,9 triệu tỷ đồng, giảm gần 44.000 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Trong 3 tháng trở lại đây, giá lợn hơi liên tục giảm mạnh tới hơn 20%, khiến người chăn nuôi đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, nghịch lý là giá thịt lợn bán ra tại các chợ truyền thống, siêu thị vẫn duy trì ở mức cao, gấp gần 3 lần, dao động từ 80 đến 140.000 đồng 1kg. Thực tế này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần tích cực vào cuộc bình ổn giá cả thị trường, nhất là dịp cuối năm. Bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.